Máy lọc nước Slurper là một dòng thương hiệu mới được sản xuất bởi công ty công nghệ và thương mại quốc tế Slurper. Sản phẩm đã kế thừa và phát huy các ưu điểm, đồng thời loại bỏ những nhược điểm của thương hiệu cũ, mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn hiệu quả và chất lượng tuyệt vời nhất, đặc biệt là chế độ sau bán hàng được đông đảo khách hàng đánh giá là cực chất lượng. Với máy lọc nước Slurper, mọi người đều có nước sạch, tinh khiết để sử dụng. Thăng sản phẩm chính, máy lọc nước Slurper 1, máy lọc nước Slurper 2, thăng thiết kế vượt trội. Vỏ tủ có hai mẫu cổ điển và 3D hiện đại được sản xuất trong nước để giảm giá thành. Bộ làm nóng siêu tốc, bảo hành 1 năm, một đổi một trong 1 tháng. Hệ thống lọc RO đã được Viện Sức khỏe nghề nghiệp lấy mẫu nước xét nghiệm và đạt chuẩn nước uống tinh khiết QCVN61/2010BIT, lõi RO tiêu chuẩn Mỹ, sản xuất ở Đài Loan. Lõi tạo khoáng của Slurper, các lõi tạo khoáng là lõi Việt Nam, vì Việt Nam có nguồn than gáo dừa dồi dào. Các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ đều nhập than Việt Nam về sản xuất rồi xuất lại Việt Nam nên giá cao mà chất lượng không đổi. Cốc lọc của Slurper, cốc lọc, dây, cút nối nhanh nhập Đài Loan, cốc lọc hai doang chất lượng cao, đảm bảo co giò nước, độ bền cao, đẹp, không độc. Thăng chính sách, bảo hành 1 năm các thiết bị điện, sản phẩm một đổi một trong vòng 1 tuần, miễn phí vận chuyển và lắp đặt với các đơn hàng trong khu vực Hà Nội, Hà Nam. Ngoài các khu vực trên, khách hàng chỉ cần trả 150.000 Việt Nam đồng cho một đơn hàng. Thăng cam kết, sản phẩm chính hãng, thăng ưu đãi, giá 4.900.000 Việt Nam đồng trên sản phẩm. Máy lọc nước Slurper chính hãng mua ở đâu? Bạn nên đặt mua sản phẩm máy lọc nước Slurper trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất, bạn sẽ có giá thành tốt nhất và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau. Click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm máy lọc nước Slurper. Sau khi tư vấn xong, nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự, hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.